Quý khách hàng đang có nhu cầu tìm nhà quanh khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Mỹ Đình thuận tiện cho công đường đi làm thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với ngôi nhà này thì việc thiết kế 42m2 xây dựng độc lập hướng nhà Tây Nam, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, cách đúng hai nhà là ra tới đường ô tô. Thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý, gần với lại đại lộ Thăng Long. Từ vị trí ngôi nhà này cách 200m là ra tới đường đại lộ Thăng Long mọi người ạ. Và cụ thể của nó thì thuộc An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, cách với lại chân cầu vượt Thăng Long khoảng tầm 200m. Tiện ích sinh hoạt xung quanh đầy đủ, chợ trường phường trạm cách nhà 200m, chợ dân sinh trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, quá là tiện ích. Và với ngôi nhà 42m, thiết kế 4 tầng xây mới như thế nào? Với cái căn nhà này thì mặt tiền 3m4, hướng nhà là hướng Tây Nam, cách với lại hai nhà là ra tới đường ô tô và thiết kế có phần để xe riêng mọi người ạ. Đây, có một cái phần trước nhà, thiết kế chủ nhà thiết kế là để xe máy riêng. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngoài anh xin nhấn mạnh lại, quý vị nào đang đi làm ở Cầu Giấy, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. À quên, còn Hoài Đức nữa ạ. Bởi vì vị trí của nó thì là thuộc địa phận Hoài Đức. Tuy nhiên thì nó giáp với lại những địa phận kia, phạm vi bán kính 8km quay đầu, xung quanh ngập tràn tiện ích, đi ra trung tâm Mỹ Đình rất là gần. Đây là phần thiết kế tầng 1 của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, hoàn thiện xong hết. Ngoài cái phần cửa ở kia, cái phần cổng để xe ấy mọi người ạ, là thiết kế một lớp cửa sắt kéo. Thì bên trong phần cửa chính của ngôi nhà được thiết kế một lớp cửa gỗ. Mặt tiền 3m4, mặt hậu 3m4, vuông vắn. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉn chu. Đúng như hiện trạng thì quý vị chỉ được xách vali về và ở, hoàn thiện phần điện, nước xong hết rồi. Thiết kế độc lập duy nhất một căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Cũng như phần ở đây là chủ nhà có lắp thêm cho mình một chiếc quạt trần. Đồng thời với cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách thì chủ nhà lắp luôn cho mình một cái vách PVC giả nhựa ở đây, nano, tấm ốp nano để làm trang trí ở phần phòng khách, thêm phần sinh động rất là hợp lý. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền màu trắng cho nên bước vào trong không gian phòng rất là thoáng. Đây là phần không gian phòng bếp. Trước khi đến phần không gian phòng bếp thì Hồng Ánh chia sẻ với quý vị ở đây, chủ nhà thiết kế phần thoáng trước thoáng sau cho mình. Một ô thoáng, cái phần này cũng tương đối là rộng rãi, quý vị có thể chế biến đồ tươi sống ở đây, rất là hợp lý. Ngoài ra khi mà nấu nướng mở cửa này ra thì nó hút gió rất là thoáng nhé. Đây là phần không gian phòng bếp, với phần phòng bếp vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉn chu. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi. Vị trí thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, đường, hướng. Căn nhà này thì giá chỉ hơn 3 tỷ, cụ thể thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Trong phần phòng bếp, phòng khách thì đều được thiết kế đầy đủ trần thạch cao, đèn led đó. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh này, rất là thoáng. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách, cửa chính thì thiết kế ở đây cho quý vị một vách lam trang trí rất là hợp mắt. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà để xem ngôi nhà 42m này thiết kế ra sao. Với diện tích rộng, ngôi nhà thiết kế thoáng trước, thoáng sau. Trước nhà thì là hướng Tây Nam, sau lưng thì là hướng Đông Bắc. Vậy nên là rất là thoáng khi mà mở cửa trước, cửa sau. Trên phía tầng 2 thiết kế ở đây là hành lang giữa, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Hành lang đi vào giữa hai ấy thì rất là rộng, giữa hai căn phòng. Đây, phần phòng ngủ phía bên trong. Thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Tất cả các nhà Ngọc Ánh đều quay review chi tiết rất là cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể tham khảo xem thực tế rằng cái ngôi nhà này thiết kế công năng mọi thứ nó có phù hợp với quý vị hay không. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên mặt ngõ mọi người nhé. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, cách với chân cầu vượt An Khánh chỉ tầm 200m. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Phòng ngủ rộng rãi, vuông vắn. Đây. Cửa gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ
trước và sau đáp ứng đầy đủ công năng, đầy đủ bồn cầu cũng như là hệ thống sen cây tắm, lavabo, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Mời quý vị theo sân ngoài lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 của tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng tương tự như là tầng 2 quý vị ạ. Như vậy với ngôi nhà 4 tầng thiết kế xây mới độc lập một căn có 4 phòng ngủ riêng. Đấy. Tiện ích đầy đủ. Từ vị trí ngôi nhà này cũng tương đối là gần các trung tâm thương mại Vinhome, Smart City. Đi ra Mỹ Đình tương đối là gần. Đi làm ở Nam Từ Liêm cũng được, đi làm ở Cầu Giấy cũng được. Nói chung là về cái phần giá thiết kế cũng như vị trí thì tương đối là ổn. Đây, ống chờ, dây chờ và áp chờ. Nhà nào có thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ là có cho quý vị luôn nhé. Bởi vì có một số nhà là chủ nhà là chưa làm. Đó. Phòng vệ sinh. Này, đầy đủ hết. Mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, ở đây thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 4 thiết kế công năng tương đối là hợp lý. Đây là khu vực để máy giặt riêng. Đây. Phần riêng để máy giặt. Tiếp theo, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Thực ra thì cái này tùy công năng mục đích sử dụng ạ. Có nhà thì để phòng thờ riêng, có nhà thì chỉ làm mỗi cái ban thờ dưới tầng 1 thì ở đây vẫn tận dụng được làm một phòng, có thể phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng. Như vậy, lên trên phía tầng 4 là có 4, 5 phòng riêng rồi mọi người ạ. Ở dưới thì phần để xe riêng, phòng khách, phòng bếp riêng, chỗ gửi xe ô tô ngày đêm rất là gần. Và đây, sân phơi. Đây, tiện ích. Từ vị trí ngôi nhà này đây, ngay đằng sau lưng của Thăng Long Vinhome mọi người ạ. Đấy. Và mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để đến xem thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.